chưa bao giờ làm việc. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với live stream của Dr. Giang Thẩm mỹ viện Lilia. Các bạn ơi, hôm nay chúng ta sẽ cùng gặp gỡ một bạn khách hàng là tên là Tiết Tuyết Anh, vừa thực hiện ca phẫu thuật nâng mũi Mega 8D các bạn nhé. Và đây là hình ảnh của bạn trước khi thực hiện ca phẫu thuật nâng mũi Mega 8D này. Chúng ta hãy cùng xem qua một số cái nhược điểm của bạn, nhược điểm mũi của bạn như thế nào nhé. Đây là với góc chính diện này, chúng ta có thể thấy đúng không ạ? Là với cái góc mũi của bạn là hơi thấp này. Góc mũi rất là khá là thấp nhá. Tuy là sống mũi của bạn có nhưng mà góc mũi thấp và đầu mũi tròn, cánh mũi hơi bè sang hai bên nên là khiến cho gương mặt tổng thể của bạn chưa được cân đối này. Chúng ta có thể nhìn thấy đúng không ạ? Đấy, có thể thấy nhá, là cánh đầu mũi hơi tròn phải không ạ? Đây, với cái góc nghiêng này, chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn được rằng là cái góc mũi của bạn phải góc mũi của bạn làm sao nhỉ? Góc mũi của bạn khá là thấp phải không ạ? Đấy, võng nhiều nhá, tuy là có sống mũi này nhưng mà góc mũi thấp nên là trong gương mặt của bạn vẫn chưa được hài hòa. Đấy, và cánh mũi hơi bè ra phải không ạ? Đấy, chúng ta có thể thấy nhá. Đặc biệt ở cái góc 90 độ này, chúng ta có thể thấy rõ hơn được cái góc mũi thấp của bạn đúng không ạ? Góc mũi của bạn khá là thấp này và đầu mũi tròn hơi hếch lên một chút đúng không ạ? Nên là với cái góc nghiêng này chúng ta có thể nhìn thấy rõ hơn được rằng là cái tình trạng của bạn là cái gương mặt vẫn chưa được cân đối và tổng thể vẫn vẫn hơi, nếu mà theo như tướng thì chúng ta có thể thấy là hơi gãy phải không ạ? Và với cái mong muốn của bạn thì bạn muốn được nâng dáng mũi cao tây và đầu mũi thon gọn hơn nên bác sĩ Dr. Giang đã tư vấn cho bạn dáng mũi Mega 8D, tạo dáng mũi cao tây và thu gọn đầu mũi bay hài hòa với gương mặt ạ. Và đây, sau 45 phút thì chúng ta có thể thấy được kết quả nâng mũi Mega 8D của bác sĩ Giang nhé. Chúng ta có thể thấy ạ. Chúng ta có thể thấy được rằng là mũi gương mặt của bạn Tuyết Anh cân đối hơn rất là nhiều phải không ạ? Với cái góc nghiêng 90 độ này có thể thấy được là cái sống mũi của bạn đã được đẩy cao hơn trước rất là nhiều so với cái ảnh trước của bạn đúng không ạ? Đầu mũi cũng được bay hơn này, cánh mũi cũng không còn bé như trước nữa. Chúng ta có thể thấy rõ các bạn nhé. Đấy, anh quay phim có thể quay cho các bạn xem cái góc mũi của bạn, các góc nghiêng lên dáng mũi rất là xuất sắc phải không ạ? Đây, đầu mũi đã bay hơn và không còn tình trạng tù hay là cánh mũi bè như trước này. Và dáng mũi thẳng, dáng mũi cao tây nhưng mà vẫn có cái độ võng tự nhiên và hài hòa với gương mặt của bạn phải không ạ? Đây, trông bạn trở nên xinh đẹp hơn rất là nhiều. Bạn Tuyết Anh của chúng ta đã trở nên xinh đẹp hơn rất là nhiều rồi. Bạn Tuyết Anh ơi, chúng ta sẽ cùng trao đổi với cả bạn một chút. Trong quá trình thực hiện ấy thì không biết bạn có thấy đau hay khó chịu gì không? Dạ không, em không có vấn đề gì. Kể cả lúc tiêm tệ cũng không đau đúng không? À, mình sẽ gửi bạn cái gương nhé. Chắc là trong đấy thì bạn cũng khá là hồi hộp, không biết là cái dáng mũi của mình lên như thế nào đúng không ạ? Đây, gửi bạn xem gương. Bạn thấy ưng với cái dáng mũi này của mình không? Đã đúng như ở cái nguyện vọng bạn muốn lúc khi mà bạn đến với Lilia chưa nhỉ? Rồi chị ạ, em ưng cái dáng mũi này. Thế không biết là bạn biết đến Lilia từ đâu nhỉ? Em cũng biết ở trên hội thẩm mỹ các thứ rồi các bạn chia sẻ là làm ở đây lên dáng rất đẹp. Đúng vậy, và bạn cũng thấy rằng là sau khi bạn làm ở đây, bạn đã tin tưởng đến Dr. Giang thì bạn đã được lên cái dáng mũi rất là đẹp và ưng ý phải không bạn? À, vâng, cảm ơn bạn Tuyết Anh rất là nhiều nhé. Và cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi livestream của Dr. Giang Thẩm mỹ viện Lilia. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở các livestream tiếp theo ạ.